Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kỹ năng cuộc sống. Cứ mỗi ngày trôi qua, ekip làm chương trình của chúng tôi lại cố gắng để tìm ra một mẹo nhỏ, một kỹ năng nào đó phù hợp hơn với bạn xem truyền hình, để mỗi khi quý vị và các bạn theo dõi chương trình của chúng tôi lại mang về được một điều gì đó bổ ích cho chính cuộc sống của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ nói về trà chúng ta không còn lạ lẫm gì nữa, bởi đó là một thức uống rất bổ ích và là đồ uống truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thông thường quý vị và các bạn thường đổ bã trà ra ngoài phải không nào? Nhưng ngày hôm nay Mạnh Tùng sẽ giới thiệu một vài những mẹo nhỏ để quý vị có thể sử dụng bã trà cho những công việc rất hữu ích. Đầu tiên, trà sẽ giúp cho quý vị và các bạn một công việc rất đơn giản, đó là làm sạch kệ bếp hay là kệ để bát đũa, nơi mà hay bị nấm mốc hay là những vết bám ố khiến cho chúng ta cảm giác mất vệ sinh. Ví dụ như ở đây, Mạnh Tùng có một chiếc bếp thông thường nấu ăn rất là nhiều và nó sẽ vấy bẩn lên, hoen ố rồi thức ăn vương vãi bám lên. Ví dụ như là những vết bẩn như thế này, Mạnh Tùng muốn làm sạch thì sao đây? Đặc biệt đó là những vết bẩn đã khô. Đơn giản thôi quý vị và các bạn, chúng ta chỉ cần một ít trà. Và quý vị hãy lưu ý, đây là Mạnh Tùng đang sử dụng trà ướt và sau đó Mạnh Tùng hãy để lên. Đó, Mạnh Tùng để lên và trong vòng 5 tới 10 phút thì độ ẩm của trà sẽ thẩm thấu vào vết bẩn, khiến cho vết bẩn nhũn ra, mềm ra và sau đó quý vị và các bạn chỉ cần dọn phần bã trà đi. Đó, chúng ta dọn đi. Sau đó lấy một miếng vải thật là mềm và chúng ta lau nhẹ. Như vậy là vết ố của chúng ta sẽ được làm sạch rất dễ dàng và đơn giản được nào. Làm sạch kệ bếp hay nơi để bát đũa là một tác dụng đầu tiên của bã trà. Ngoài ra quý vị thử nghĩ xem, chúng ta có rất nhiều những món ăn, đặc biệt là những món có mùi vị hơi độc đáo cũng như là sắc một chút chẳng hạn, ví dụ như là canh cá hay là canh thịt. Nồi của chúng ta sẽ bị vướng mùi vào và chùi mãi không thấy sạch, vậy làm sao đây? Ở đây Mạnh Tùng đã có một nồi nước để quý vị và các bạn thấy được. Chúng ta chỉ cần cho nồi lên bếp, cho một ít nước vào, đun sôi nó lên và bỏ bã trà vào bên trong. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ khiến cho mùi bên trong của chiếc nồi này được tẩy hoàn toàn. Với từng loại nồi khác nhau, với thể tích khác nhau, quý vị và các bạn có thể lựa chọn khoảng thời gian chúng ta đun trà bên trong là 3 phút, 5 phút hoặc là 7 phút chẳng hạn. Sau một khoảng thời gian Mạnh Tùng đã đun trà bên trong chiếc nồi này thì đó là một mùi trà rất thơm, không còn những mùi hôi ví dụ như mùi cá hay mùi thịt nữa. Mạnh Tùng đã hoàn thành xong việc loại bỏ mùi hôi vào trong chiếc nồi này rồi. Đó là việc loại bỏ mùi, còn làm sạch các dụng cụ thì sao? Với những chén bát thủy tinh hay là với cốc thủy tinh này chẳng hạn, đơn giản thôi, quý vị và các bạn chỉ cần để trong nước ấm. Sau đó chúng ta hãy để một lúc chiếc cốc ngâm trong nước, sau đó quý vị và các bạn hãy bỏ trà vào. Về cơ bản, chúng ta sẽ sử dụng trà để làm sạch chiếc cốc này, chùi sạch những vết bẩn. Nó sẽ không khiến cốc của chúng ta bị xước. Mạnh Tùng sẽ tráng qua chiếc cốc này để quý vị và các bạn thấy được chúng ta sử dụng trà để làm sạch cốc thủy tinh dễ dàng và hiệu quả như thế nào. Như vậy là chúng ta đã làm sạch được cốc thủy tinh. Còn có một tác dụng mà Mạnh Tùng nghĩ rằng không nhiều người biết, đó là trà có khả năng xua đuổi được côn trùng, ví dụ như là gián hay kiến chẳng hạn. Với việc sử dụng những lá trà khô, quý vị hãy lưu ý phải thật khô nhé. Và sau đó chúng ta hãy để ra một chiếc đĩa. Và tiếp theo, quý vị và các bạn hãy sử dụng lửa để đốt trà đã hong khô. Điều này sẽ khiến cho côn trùng sợ mùi và đi ra khỏi nhà quý vị và các bạn. Quý vị có thấy khói bốc lên không ạ? Đây chính là thứ mà côn trùng, ví dụ như là gián hay kiến rất ghét. Một thao tác rất đơn giản phải không nào? Trong quá trình gặp gỡ và giao lưu, Mạnh Tùng đã biết được những người yêu thích trồng cây cảnh họ có một mẹo nhỏ đơn giản nhưng đầy hiệu quả để thúc đẩy cây phát triển tốt hơn, duy trì sự sống một cách hiệu quả hơn. Đây là một chậu cây cảnh mà Mạnh Tùng để trong khu vườn của mình và Mạnh Tùng đã học được một điều, đó là hãy sử dụng bã trà để đắp lên rễ của cây. Khi đó, bã trà ướt sẽ giúp cho cây giữ được độ ẩm tốt hơn và đặc biệt những chất còn lại trong bã trà sẽ giúp cây có khả năng tăng trưởng tốt cũng như duy trì được sự sống một cách hiệu quả. Sau đó chúng ta có thể sử dụng nước để xịt qua một chút cho cây của chúng ta có được độ xanh mướt. Và sau đây chúng ta hãy đến với một tác dụng tiếp theo của bã trà quý vị và các bạn nhé. Có vẻ như sau khi Mạnh Tùng chia sẻ xong, quý vị sẽ cảm thấy hơi lạ nhưng nó lại thực sự hiệu quả, đó là chúng ta sử dụng bã trà để làm gối. Quả thực rất lạ phải không nào, nhưng chúng ta hãy lưu ý một chút tới thành phần có trong trà, đặc biệt là mùi hương của nó sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác rất dễ chịu và có thể nhanh chóng tiến vào trong giấc ngủ một cách thoải mái, trị cho chúng ta chứng căng thẳng sau khi đi làm việc mệt mỏi về. Rất đơn giản thôi, quý vị và các bạn có thể mua được những chiếc áo gối như thế này ở ngoài các cửa hàng hay là siêu thị. Sau đó chúng ta hãy
tách áo gối ra và đổ bã trà vào bên trong. Nhưng quý vị hãy lưu ý, chúng ta sử dụng trà đã phơi khô hoặc sấy khô để đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nấm mốc hay độ ẩm. Hãy khóa chiếc áo gối này lại và như vậy là trà bên trong đã đủ để chúng ta thực hiện những thao tác khác, ví dụ như là bọc bên ngoài một chiếc vỏ gối khác để nó đẹp hơn, hay là đảm bảo cho việc là gối có được độ căng cần thiết khi chúng ta tựa đầu mình lên. Còn một công việc khác mà Mạnh Tùng cũng đã thử và thấy nó thực sự khá hiệu nghiệm, đặc biệt là những người phải làm việc bằng mắt nhiều, ngồi máy vi tính hay là phải đọc văn bản quá nhiều trong một ngày chẳng hạn, thì lá trà sẽ giúp quý vị và các bạn làm mát con mắt của mình. Chúng ta cần một tờ giấy chẳng hạn. Sau đó quý vị và các bạn hãy sử dụng lá trà ướt, chúng ta rải đều lên trên. Sau đó quấn khăn lại. Quý vị và các bạn có thể cho thêm một ít nước để cho khăn có giữ được độ ẩm cần thiết. Đó, như vậy. Sau đó chúng ta hãy đắp lên mắt của mình trong vòng 5 tới 10 phút để độ ẩm cũng như là các chất trong trà thẩm thấu lên vùng da mắt của chúng ta và giúp cho mắt của chúng ta có được độ thư giãn, loại bỏ stress và giảm căng thẳng, quý vị và các bạn ạ. Và tác dụng cuối cùng mà Mạnh Tùng đang muốn chia sẻ tới quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay đó chính là sử dụng bã trà để loại mùi hôi trong miệng khi chúng ta ăn rất nhiều những thực phẩm có mùi và nặng mùi. Với trà, bên trong là chất tannin và một ít flo. Khi quý vị và các bạn nhai trong miệng từ 5 tới 10 phút thì flo còn lưu trong bã trà sẽ giúp răng chúng ta chắc hơn. Bã trà giúp cho răng chúng ta sáng bóng hơn và đặc biệt là chất tannin loại bỏ được mùi hôi có trong miệng của chúng ta. Rất đơn giản và dễ dàng phải không nào? Ngày hôm nay chúng ta đã đến với rất nhiều công dụng của bã trà trong cuộc sống, từ việc khử mùi hôi, làm sạch dụng cụ hay là đưa chúng ta vào giấc ngủ êm đẹp và dễ dàng. Với những chia sẻ mà Mạnh Tùng đã gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý vị đã tìm ra được một giải pháp giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận lợi hơn. Đến đây thì chuyên mục Kỹ năng cuộc sống xin được khép lại. Thân ái chào tạm biệt.